Hello, Nam Sĩ anh em. Cùng với thằng các bạn tiếp tục trở lại với cái channel mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một em gái đến từ Trung Hoa cũng mang đến cho anh em quý hàng của các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một em dắt tím vàng rất là đẹp, ống ngả lộng lẫy như thế này. Thì em ấy với năm khai sinh là 2017, niên hạn sử dụng đến 2042. Thì xe này với tải trọng của em nó là 2,4 tấn, khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn và khối lượng bản thân là 2,4 tấn. Đó là cân nặng của em nó rất là hấp dẫn, và chiều dài thùng của em nó là 3,7m 20, chiều ngang là 1,7m 50 và chiều cao là 1,7m 70. Đó là số đo 3 vòng về kích thước của em nó, thùng của em nó rất là hấp dẫn luôn. Thì em này bên mình đang dự kiến chào bán đấu thầu cho anh em quý khách hàng của các bạn với mức giá rất là ưu đãi, chỉ 225 triệu có thương lượng cho anh em quý khách hàng của các bạn đến này xem xe và trải nghiệm cái dòng xe bên mình. Kính thì kính quay tay thôi đó. Thường thì những dòng gam rắc mà 2017 như thế này là quay tay, thường thì 2018 trở lên điện mới sử dụng là ga chính tinh điện. Quay tay thì nó cũng có một cái lợi thế rất là đặc biệt, đó chính là rèn luyện cơ tay. Còn nếu anh em không thích quay tay thì về mình có thể độ chế thêm cái phần kính chỉnh điện. Cụm đèn ship theo kiểu dạng ngang rất là rộng rãi và rất là sáng, halogen rất là siêu sáng luôn. Tem rắc và lưới tản nhiệt cũng rất là rộng, tăng khả năng mà thoáng làm mát động cơ rất là tuyệt vời. Không gian nội thất vô cùng rộng rãi và thoải mái. Vô lăng 3 chấu có trợ lực và có một cái hốc gió trên nóc của cái cabin, tăng cái khả năng mà làm mát dễ chịu cho tài xế rất là nhiều. Với cái dòng xe rắc tím vàng như thế này rất là đẹp. Xe thì để mình xem đi được bao nhiêu nha. 63.000 km, tương đối 3 năm đi như vậy là tương đối, tương đương với 1 năm đi được 20.000. Thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời, đi rất là ít như vậy, em cảm thấy rất ít, số năm số tiếng một số lùi. Không gian nội thất thì có máy lạnh ra vô, một hút lá, một trang bị rất là đầy đủ về một cái tính năng của một cái xe tải cần có thì em này đã rất là đầy đủ. Không gian nội thất rất là rộng rãi, ba chỗ ngồi ghế bục da rất là sang trọng, rất là đẹp, tinh tế đó. Nói chung là em này zin toàn bộ luôn, zin từ A đến Z, từ động cơ đến cabin mà hùng bỏng rất là liền lạc, khung sexy rất là liền lạc, cầu máy hộp số rất là cứng cáp đó. Thì riêng cái dòng rắc á, giá phân khúc nằm ở phân khúc là giá rẻ, chỉ 230 thôi đó. Thì anh em sở hữu ngay một em này 225, gần 230. So với những cái dòng xe chính hãng thì giá rất là cao như Isuzu. Nếu anh em không đủ vốn để mình có thể đầu tư những cái dòng xe tải lớn thì rắc đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em quý hàng của các bạn. Với trang bị cái khối động cơ của em, nó là động cơ của rắc luôn, với dung tích xi lanh là 2,7 lít và công suất đạt là 68 kW tại vòng tua 3.600, rất là mạnh, gạt cơ và có máy lạnh theo xe. Thì với cái dòng mà rắc động cơ chính hãng của rắc, do rắc sản xuất, thì anh em biết rồi, cái gì chính hãng và cái gì có thương hiệu thì nó rất là bền đó. Thì tuy nó là Trung Quốc nhưng mà động cơ nó cũng rất là ổn định, rất là bền so với những cái động cơ chính hãng như Isuzu hay là Hino, Hyundai gì, thì nó cũng khoảng cỡ 70% so với những cái động cơ đó rất là ổn định, rất là bền, cũng rất là tiết kiệm dầu nhiên liệu cho nên quý hàng với bạn. Cho nên những cái dòng xe rắc như thế này đang được rất nhiều anh em quý hàng của bạn săn đón với những sườn xe tải cũ như thế này, phân khúc giá rẻ, giá bình dân đó, rất là tuyệt vời. Nước sơn màu xanh dương rất là đẹp đó. Nói chung là xe có turbo tăng áp đó, cho nên động cơ rất là khỏe, tổng tải rất là tuyệt vời luôn đó. Anh em nghe tiếng máy gầm rú là thấy kích thích chứ đã rồi đó. Nói chung là một em đến từ Trung Hoa, Trung Quốc, nhưng mà chất lượng thì tương đối, giá rẻ và rất là tuyệt vời với cái độ zin và độ chắc và độ đẹp của em nó đó. Nói chung là mọi thứ cho anh em nó rất là ổn. Nếu anh em quan tâm yêu thích em đó thì cứ gọi ngay cho mình theo số điện thoại 0937 965 342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về em đó. Một em gái Trung Hoa
xinh đẹp đó anh em thấy không, rất là mượt. Đầu cabin dạng tròn nhưng mà cái khả năng lướt gió rất là cao, chạy rất là tuyệt, chạy bốc luôn anh em, chạy phà phà luôn. Thì xe thì sử dụng là với đường kính mâm của nó là 16 inch, vỏ 7 inch, đồng bộ trước sau, phía sau là bánh đôi, với sử dụng cầu láp và 5 tắc kê mâm anh em thấy không? Màu bạc rất là đẹp, thùng bọng rất là liền lạc, đi nó cầu rất là lớn nè, khung gầm rất là cao, nhíp hai tầng rất là dày. Khách hàng cũ đã độn thêm những cái lá nhíp cho nên xe này cổng tải tuy là 2.4 nhưng mà anh em có thể cổng lên 5-6 tấn là chuyện bình thường. Đấy, thùng cũng rất là cao, rất là rộng rãi, rất là thoải mái cho anh em chất chở hàng hóa rất là nhiều. Thì thùng nó có những cái điểm nó hơi sát một tí xíu, tại vì qua 5 tháng thời gian thì nó có in hàng những cái file dấu về thời gian, nhưng nó bị sát hơi ít thôi. Cho nên anh em mua về có thể tự sơn lại mấy cái chỗ đó một tí xíu là đẹp long lanh luôn. Tại xe này bên mình vừa mới về chưa kịp dọn đã quay trực tiếp lên cho anh em luôn đó. Anh em thấy nó chỉ hơi rỉ sét một tí xíu, lớp ngoài nóc, lớp trong thì lớp bẩn của lớp trong đó là toan kẽm, khung bao lường thùng, sàn thùng thì tất cả mọi thứ đều bằng sắt, khung chuồng heo, khung cắm kèo, mọi thứ đều bằng sắt thôi, sắt tiêu chuẩn thôi. Tại vì thùng tiêu chuẩn thì đa số là bằng sắt. Còn nếu anh em mua về muốn làm thêm một lớp sàn cái nóc thì mình lót thêm một lớp sàn cái nóc cho nó đẹp bóng bẩy, hoặc là muốn làm một cái gì đó nó khác khác một tí xíu thì anh em mua về có thể tự dọn theo ý mình, tự sửa và tự làm đẹp em nó theo ý của anh em ha. Thì thùng tiêu chuẩn thì mình bán thì nó cũng chỉ có vậy thôi, sắt là chủ yếu ha. Nói chung là cũng còn rất là mượt với cái dòng xe sắt này. Nói chung là một cái dòng xe tải Trung Quốc ăn sâu bám rễ vô thị trường Việt Nam rất là lâu nha anh em. Riêng cái dòng Jack là có mặt tại thị trường Việt Nam có hơn cái chục năm. Cho nên đòi về cái phần độ ổn định của nó rất là tuyệt vời luôn anh em. Những cái dòng xe Trung Quốc khác thì mình không biết, nhưng riêng cái dòng xe tải Jack tại thị trường Việt Nam đến thời điểm bây giờ chạy rất là ổn định, rất là tương đối, phụ tùng thay thế cũng rất là nhiều. Nhà máy Jack đặt tại Bình Dương mà. Cho nên anh em khi mà mua những cái dòng xe tải của Jack, anh em có thể rất là yên tâm hơn. Giá thì nó cũng rất là rẻ, rẻ hơn những dòng xe chính hãng nè. Độ bền thì nó cũng tương đối. Nhiều bác tài chạy những cái dòng xe tải Jack như thế này khang tới tấp luôn anh em. Tại vì chạy nó rất ổn định, tại Jack có thương hiệu ăn sâu bám rễ tại thị trường Việt Nam rồi. Cho nên anh em mua những cái dòng xe như thế này mình cảm thấy nó rất là yên tâm cho anh em quý hàng của các bạn. Nói chung là anh em thấy không, thùng bọng đồ rất là liền lạc, rất là đẹp. Cabin màu xanh, tem rắc mọi thứ, gương chiếu hậu, lưới tải nhiệt, tem rắc vàng, cụm nàng cản, nói chung là mọi thứ cho em nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, không có gì để chê trách em nó hết. Em nó đã chinh chiến được 3 năm mà vẫn còn giữ độ chắc, độ zin, độ đẹp như thế này thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Để anh em có thể rinh em nó về làm vợ hai đó, để mình có thể cùng nhau kiếm tiền, em cùng em nó. Thì nếu quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết về em nó thì cứ gọi ngay cho mình ở số điện thoại 0937965342 để bên mình với các bạn cùng nhau trao đổi thêm và đến đây để mình trải nghiệm lái thử, cảm nhận cái độ hot, độ đẹp và độ riêng của em nó. Đó là mình cùng biết thêm về em nó. Nếu mà cảm thấy ưng thích em nó thì có thể rinh em nó về đặt cọc đó, hoặc là chồng tiền lấy em nó về luôn, công chứng làm liền trong ngày luôn. Nhưng mà giá 225 thì bên mình chỉ bao rút hồ sơ thôi, và cứ đến đây thì bên mình sẽ thêm bớt một tí lọc, bớt một tí lọc cho anh em về là mang cho nó may mắn. Tại vì bán xe phải bớt nó mới may mắn, chứ không có cứng ngắc một cái giá đó. Chỉ cần anh em đến đây thôi, đến đây để mình cùng nhau đàm phán và trải nghiệm những dòng xe tải cũ của bên mình. Cảm ơn anh em quý khách hàng của các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ của bên mình, và còn rất rất nhiều cái những cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ tiếp theo của bên mình. Anh em cứ giúp mình đăng ký ủng hộ mình bằng một nút đăng ký, một nút like để đón nhận những cái video mới nhất từ bên mình với cái dòng xe cũ, cũng như là các báo giá để anh em có thể nắm được những cái giá thị trường về cái dòng xe tải cũ. Cảm ơn anh em với cái hàng của các bạn. Xin chào.